Nhưng mà anh tuyển em về đây để bán hàng hay là để phục vụ? Anh hiểu chưa? Thôi rồi, từ mai để anh làm. Phải vậy chứ. Còn em thì từ mai không phải tới đây nữa. Anh đuổi em á? Anh có quyền gì mà đuổi em? Anh nên nhớ, phải có em ở đây thì Felix Perfumoi mới có giá trị. Không có em ấy thì ai mà thèm đến. Ở cái công ty này ấy, chẳng có ai dám đuổi em hết. Tôi dám. Chào sếp ạ. Người ta đến đây để mua tinh dầu nước hoa chứ không phải mua em. Em đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, muốn làm gì thì làm. Còn nếu em muốn bán nhan sắc mời em đi chỗ khác. Em chính thức bị đuổi việc. Chẳng cúi luôn ai, tâm yên lòng ta sẽ yên. Mình nhân gian, mình ai mặc kệ ai.